Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Ngô Thị Kim Yến đã tiếp bà Samina Mehtab, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Pakistan nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Ngô Thị Kim Yến chào đón bà Đại sứ đến thăm Đà Nẵng và bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam, Pakistan nói chung và giữa Đà Nẵng với các địa phương Pakistan nói riêng đã có nhiều bước tiến. Giới thiệu khái quát về tiềm năng phát triển của thành phố, lãnh đạo Đà Nẵng mong muốn và sẽ nỗ lực để mở rộng, thúc đẩy hợp tác với Pakistan trên các lĩnh vực, nhất là về phát triển du lịch, giao lưu văn hóa, ngoại giao nhân dân cũng như giao thương trên các lĩnh vực. Đại sứ Samina Metat cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo thành phố và ấn tượng về sự phát triển của Đà Nẵng, nhất là về du lịch. Nhấn mạnh năm 2022 là năm đánh dấu 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pakistan bà đại sứ mong muốn quan hệ giữa hai nước nói chung và quan hệ giữa đà nẵng với các địa phương pakistan sẽ phát triển đúng với tiềm năng đặc biệt là trong thu hút đầu tư và các lĩnh vực dệt may thủy sản năng lượng công nghệ thông tin du lịch cũng như phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa ẩm thực